ngược đến, hiểu tình trạng trở tay nắm dương hoa ra đón đỡ theo bản năng. Hai kiếm giao nhau, hắn liền kinh ngạc. Là từ sâm sao? Truyền thuyền nói thành hoa ngày, cần giữ câu chuyện buồn đau oán hờn lặng lặng bao tháng ngày qua. Vẫn chẳng khuyên liệu có biết kết thúc như nào, rồi lên khúc sông tâm bi thương chẳng hề phai. Mọi chuyện từ khi ánh sáng ta lặng lẽ trao cho người mùa khăn trắng, phiêu du khắp chốn trần gian, vội vàng tìm kiếm nhưng sao chẳng thể nhìn thấy bóng người gần lại nhau âm dương nghe xa. Chẳng thể nhìn thấy đúng sai, lòng ta cũng như mù mà vẫn ngỡ là một đường đi vẫn chẳng dài. Nhìn được người nhưng ta lại chẳng thể thốt nên lời, nương vẫn kiếm yêu có thể nở cho người xa. Thuyền nói thành hoa ngây, cần giữ câu chuyện buồn đau oán hờn lặng lặng bao tháng ngày qua. Vẫn chẳng khuyên liệu có biết kết thúc câu chuyện, rồi lên khúc sâu tâm bi thương chẳng hề phai. Mọi chuyện từ khi ánh sáng ta lặng lẽ trao cho người buộc khăn trắng, phiêu du khắp chốn trần gian, vội vàng tìm kiếm nhưng sao chẳng thể nhìn thấy bóng người gần là nhau âm dương nghe xa. Tàn linh ta đã vỡ nàn kể từ lúc mía đường đường nét khắc hẳn, gọi người chẳng đáp lời ta. Người còn có nghe được chẳng một câu nữa trong lòng, thật sự lỗi nghe chẳng phải do người làm sao. Lại chẳng buông xuống niềm đau. Một đôi thanh phong đến trường tự nhiên gió mây vàn ngập tròn ánh dương bóng vàng sau nơi thanh điên. Tống Lam viết mang dương hoa đi hàng thế cùng tinh trần trừ tà ma. Dừng một chút viết tiếp chờ hắn tỉnh nói thật xin lỗi. Ai không phải tại ngươi.